Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình mới đổi được mấy món ve chai hư này nè ha. Thì mấy tất cả những cái món này ở đây ha. Thì mình đổi với khách là một ổ cứng siget mỏng 500 g, sức khỏe 100 ha. Và 2 cây gam ba, mỗi cây là 2 g ha, là ra 4 g. Thì tất cả đóng ve chai này thì nó có gì ha, thì cho bạn coi ha. Rồi có thơm không, thì đây có gam, gam 256, bắp 400, gam 256, bắp 400, gam 512, bắp 400. Cái này toàn đồ cổ không ha, gam 256 bít 333, gam 512 bít 400. Cây này là một ghi 4.200, này chắc là 533 hay gì ha. Gam hư một ghi bít 800, BC 1333 128 mê, cái này là SD gam nè. Đây cũng SD gam luôn. Này thì không có để dung lượng, không biết là nhiêu. Cây này là một ghi DDG2 533 nè, 4.200 nè ha, là 533 ha. Đây tiếp tục một cây 128 mê SD gam. Cái này còn khá đẹp nè. Rồi ở đây còn một cây BC 133 128 mê gam thì nhiêu đây ha. Thì cái này là men 945 ECS, này hư rồi gọi gỉ hết trơn rồi ha, cổng xe ta gãy hết trơn không còn cổng nào. Rồi đây tiếp tục cái ECS 845 GVM3 có con siêu nè. Con này con gì đây, bên trong 42 ghi 26, hơi khó nhìn ha. Rồi cái này thì không có tản văng rồi, bụi đồ cổ không, này chạy gam DDG1 thì 48. Đây có cái phát công G31MXB, này chạy siêu gì đây, con này mờ quá không thấy luôn nha. Rồi tiếp tục đây có một cái Gigabyte 945 GCMS2, đây có con siêu nữa nè, không biết con gì ha, 2140, bằng đầu cổ không ha, nghỉ chân. Bỏ lâu quá nó nghỉ hết rồi. Rồi bốn cái men, mấy cây gam, dưới đây có mấy cái cạc nè. Đây có cái cạc sheet AGB ha, nhiêu mê đây, cạc này năm 2001 không có để nhiêu mê hết, không biết nhiêu mê luôn, không có thông tin gì nữa hết. Nghĩ cạc này thì giỏi lắm 32 mê hoặc là 16 mê hoặc là 4 mê gì thôi ha. Cạc này cổ rồi. Rồi thì đây có cây gì Asus ha. Asus này đẹp nè. Nhìn tảng đẹp ha. Biết dòng gì đây, ENGT430 1GB, cổ xưa dữ rồi, gỉ chân.
Rồi, ở đây cây gì đây? Giờ mình thấy chân cẳng nè, xét chân. Xét hết, mục hết. 9800GT, mục ghi D3. Móc cái chân ha. Rồi thì đổi mấy món dây chai thì được nhiêu đây thôi. Nhiêu đây thì đổi được cái ổ 500G và 2 cây gam D3, mỗi cây 2G. Rồi không biết có thơm không nha. Rồi bye bye các bạn, chúc các bạn gì sức khỏe.